Ngày 22 tháng 7, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Phước cho biết đã lập biên bản xử lý một cửa hàng Bách Hóa Xanh bán hàng quá hạn sử dụng, tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Công Thương, Sở Tài chính và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra thực tế về giá, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh, siêu thị trên địa bàn huyện Đồng Phú. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cửa hàng Bách Hóa Xanh, địa chỉ ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, kinh doanh một số sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Ngay khi phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu tang vật và lập biên bản để xử lý đối với trường hợp này theo quy định. Cũng qua kiểm tra các cửa hàng Bách Hóa Xanh và siêu thị trên địa bàn huyện Đồng Phú, hầu hết đều đã thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định, bán hàng theo đúng giá niêm yết, đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho người dân, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá đối với các mặt hàng thiết yếu.